Là một lá vé đôi nha quý vị nha, 40.000 đồng cho một lá vé đôi. Giá trị giải thưởng không hề thay đổi, vẫn là một chỉ bạc, nhưng đôi cơ hội đọc giải, giải thưởng không thay đổi. Vâng ạ, dạ còn ai đọc giải cho biết lên sân khấu giùm chị em Phùng nha. Dạ, em mời chúc mừng con trai. Mời con lên đây nha. Con lên đây với cô nè, lại đây là rồi có ai đọc giải đó quý vị ơi. Rồi, hai người đọc giải. Dạ em mời chị vô đây nha. Dạ, chúc mừng chị. Vô đây con. Thôi anh nữa nè, vâng ạ. Rồi chúng ta bắt đầu giờ số. Dòng loại 052. Dạ 052 đúng hiểu, đúng loại. 50 có 1. 33 có 2. 16 có 3. Số 2 có 4. Qua to hợp lại chúng ta đầu tiên. Dòng loại 047. 047 đúng cái hiệu, đúng dòng loại. 50 có 1. 33 có 2. 16 có 3. Số 2 có 4. Dòng loại 051. 051 đúng lời. 50 có 1. 33 có 2. 16 có 3. Số 2 có 4. Về nhà còn ai đọc giải nữa mà. Dạ nếu không còn đọc giải chú em trao tặng phẩm bên ngoài nha. Giờ chị tặng em nha. Cảm ơn em ạ. Dạ cảm ơn hai anh trai đã kiểm chứng cho những trường quay số đối tượng của Hương Nam. Và kính thưa quý vị, ba chúng ta may mắn đó giải bây giờ chia đều quay số ạ.
chị Điền nha. Mỗi người nhận lên bao lì xì 1.750.000 đồng. Đây của con. Rồi qua bên kia mình hái cái bao lì xì nha. Qua hái bao lì xì luôn. Kiếm 500, qua kiếm 500 liền. Các em lựa cái bao nào, nghỉ 500, rút nó liền. Con, rút rồi ra đây, chạy ra đây giúp mẹ. Mở ra, bụng bự vậy. Dạ. Chị mở ra luôn. Tiền thôi, 10.000. Về đi, về dạ. Đi. Về đi. Nửa ký là sữa, dạ 50.000 trong đó luôn đó chị. Rồi đây nửa ký là nửa ký lạp sữa, tặng cho anh nửa ký lạp sữa, cảm ơn anh. Vâng, kính thưa quý vị, và dòng lại này, 40.000 đồng cho một là vé. Và đặc biệt hơn, đó là một vé, tặng một vé, quý vị sẽ được nhận một lá vé đôi. Và hai lá vé này nằm cùng trên một tờ giấy, nó hoàn toàn khác số nhau quý vị. Cho nên sẽ tăng đôi cơ hội đoạt giải cái dòng này quý vị nha. Vâng ạ, chúng ta sẽ không được tách rời hai giấy này ra, tại vì tách rời ra là không còn giá trị nữa. Và đây là giấy tặng, cho nên và chúng ta sẽ có nhân đôi cơ hội trúng thưởng lên với dòng lợi và 40.000 đồng. Và bây giờ Vi Vi Phùng mời quý khán giả hãy cùng lên sân khấu để trở lại với nghệ sĩ khách mời tối đêm nay. Ôi trời ơi, chúng ta trở lại mà không? Chúng ta trở lại.
cảm ơn Liên Đoàn Bao Tay đã đại cho tất cả quý vị rất nhiều. Và một lần nữa đại cho mình chúng ta một bài để tặng cho tất cả quý vị một bài ca cổ. Số gì đây mấy thì ra mấy thì ra mấy thì ra con số gì đây? Mấy thì đây rất lặng mà nghe bây giờ mà ra mà đã có hết rồi mấy thì đây. Chúng số gì đây mấy thì đây chúng chúng là trời cho chúng là trò chơi chúng là trời cho chúng là trò chơi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.